từ nguồn vận động hỗ trợ của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, chiều ngày 29 tháng 9 tại xã Khánh An, Ủy ban nhân dân huyện áo Phú tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong xã. Ông Phan Quỳnh Sơn, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện áo Phú, ông Trần Văn Rồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đơn vị tài trợ và lãnh đạo địa phương dự lễ khởi công. Ông Phan Quỳnh Sơn, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho biết, với mong muốn mang đến mái ấm khang trang chắc chắn cho người dân nghèo biên giới, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Việt Tim Băng hỗ trợ cho huyện Âu Phú 30 căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng nhằm góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn về nhà ở cho hộ nghèo ở huyện biên giới còn nhiều khó khăn. Căn nhà được khởi công xây dựng cho hộ Trần Văn Kiếm, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Khánh An là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà xây dựng kiên cố, vách tường, cột bê tông, mái lợp tôn, trị giá 98 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã hỗ trợ 22 triệu đồng, chính quyền địa phương vận động 24 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang đã hỗ trợ 30 căn nhà cho huyện. An Phú là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhu cầu về nhà ở của người dân rất lớn. Do đó, ông mong rằng nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các mạnh thường quân, bà con nhân dân, tổ chức tôn giáo cùng chung tay chăm lo cho người nghèo. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban dân Quỹ Áo Phú đề nghị địa phương theo dõi đôn đốc đơn vị thi công để nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành để hộ dân giàu ở ổn định. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo về an sinh xã hội, để góp phần đưa cuộc sống người dân tốt hơn. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Áo Phú đã trao hoa và logo cảm ơn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và đơn vị tài trợ đã hỗ trợ xây cắt 30 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Áo Phú.